Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc của Đoàn Giám sát Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Báo cáo với đoàn giám sát, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tiến cho biết thời gian qua, việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và chủ đề năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định theo hướng nông nghiệp sạch, hữu cơ, năng suất cao, trong đó tổng diện tích gieo trồng hơn 1.123 ha, tổng đàn chăn nuôi hơn 37.000 con, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ có bước phát triển tốt về quy mô, đa dạng ngành nghề, nông thôn mới tiếp tục được đầu tư và ngày càng khởi sắc. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã gần 3 tỷ đồng, đạt 63,41% kế hoạch được giao. Công tác thu hút vốn đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung trên nhiều lĩnh vực với kinh phí lớn, thay đổi rõ nét diện mạo cảnh quan theo hướng đô thị. Công tác an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân được quan tâm đảm bảo. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong đó tổ chức giao nhận quân đạt 100%, củng cố xây dựng lực lượng dân quân đạt 100%, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 78,2%. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt công tác đạt được, vẫn còn những khó khăn hạn chế, trong đó thu ngân sách có xu hướng giảm so với cùng kỳ, tình hình các loại tội phạm trên địa bàn ngày càng phức tạp, khả năng cạnh tranh hàng hóa nông nghiệp chưa cao, đầu ra sản phẩm nông nghiệp chưa ổn định, tình hình tiến độ triển khai thực hiện 6 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố trên địa bàn xã còn nhiều vướng mắc.